Ngày 11 tháng 7 năm 1998, tại thành phố Moscow, Hiệp định về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hà Nội và Moscow đã được ký kết. Hiệp định nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác giữa hai thành phố về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch, thể thao. Trong đó có việc tạo điều kiện cho công dân của nhau công tác, học tập và làm ăn sinh sống tại hai thành phố. Một trong những hướng hợp tác quan trọng là việc xây dựng các trung tâm thương mại tại hai thành phố. Xây dựng trung tâm văn hóa thương mại Hà Nội tại Moscow và nhà Moscow tại Hà Nội. Nhằm cụ thể hóa hiệp định, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn cho phép thành lập công ty cổ phần đầu tư trung tâm văn hóa thương mại Hà Nội tại Moscow để thực hiện dự án. Ngày 17 tháng 7 năm 2008, trong khuôn khổ những ngày Hà Nội tại Moscow đã diễn ra lễ động thổ xây dựng trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn Hà Nội Moscow. Trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn Hà Nội Moscow là một tổ hợp được xây dựng tại km 94 đường Vành Đai ở điểm cắt với đại lộ Yaroslavskoye dọc phố Rotet thuộc quận Đông Bắc Moscow, Liên bang Nga. Tổ hợp nằm trên hai trục giao thông quan trọng của thành phố Moscow với hai lối vào chính thuận lợi cho việc đi lại, sinh sống và kinh doanh. Tổng diện tích khu đất là 49.000 m², diện tích mặt sàn xây dựng 158.000 m², tổng vốn đầu tư 190 triệu USD. Tổ hợp gồm hai tòa nhà căn hộ khách sạn, tòa nhà trung tâm văn hóa thương mại với các khu chính, khu thương mại và triển lãm, khu văn hóa và sinh hoạt cộng đồng và khu thể thao giải trí. Trên hai bề mặt của tòa nhà căn hộ khách sạn được gắn hình Khuê Văn Các là biểu tượng của thành phố Hà Nội. Khu để xe của tổ hợp gồm một tầng bán hầm với diện tích hơn 42.000 m² mặt sàn, có thể để trên 1.100 xe ô tô. Khu để xe này không chỉ dành cho khách hàng của tổ hợp mà còn phục vụ cho nhu cầu để xe của người dân các khu vực lân cận. Ngoài ra, tại khu vực sân chính của tổ hợp có thể đỗ được gần 100 xe ô tô. Tòa nhà căn hộ và khách sạn được thiết kế 22 tầng với tổng diện tích hơn 74.000 m². Trong đó, tầng 1 có diện tích gần 5.000 m² gồm một đại sảnh và hai sảnh phụ, các phòng quản lý, quầy hành chính, các quầy bán đồ lưu niệm, chi nhánh ngân hàng, quầy bán vé máy bay. Tầng 2 có tổng diện tích gần 4.000 m² mặt sàn với khu nhà hàng có thể đáp ứng nhu cầu ẩm thực theo phong cách Việt, Á, Âu. Ngoài ra có các quầy bar, phòng VIP, phòng hát karaoke, chơi bia. Tầng 3 có tổng diện tích hơn 5.000 m² là khu văn phòng cho thuê, có diện tích đa dạng, không gian thoáng đãng, có đủ điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch thương mại giữa các tổ chức kinh tế, văn phòng đại diện, các doanh nghiệp. Từ tầng 4 đến tầng 21 của tòa nhà là khu khách sạn căn hộ có tổng diện tích mặt sàn hơn 57.000 m². Tầng 22 là tầng kỹ thuật của tòa nhà. Tòa nhà có 10 thang máy tốc độ cao và các sảnh thang, hành lang rộng, thoáng. Khu khách sạn căn hộ gồm hơn 1.100 phòng tiêu chuẩn, được chia thành gần 700 căn hộ. Loại căn hộ một phòng có diện tích khoảng 40 m². Mỗi căn hộ gồm có một phòng ngủ, bếp, phòng tắm và vệ sinh. Loại căn hộ 2 phòng có diện tích khoảng 90 m², mỗi căn hộ gồm có một phòng khách, một phòng ngủ, bếp, phòng tắm và vệ sinh. Loại căn hộ 3 phòng có diện tích khoảng 120 m², mỗi căn hộ gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, phòng tắm và vệ sinh. Loại căn hộ 4 phòng có diện tích khoảng 160 m², mỗi căn hộ gồm có một phòng khách, ba phòng ngủ, bếp, phòng tắm và vệ sinh. Khu thương mại và triển lãm nằm từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà trung tâm thương mại. Với tổng diện tích mặt sàn hơn 35.000 m², được thiết kế gồm hơn 500 gian hàng, diện tích mỗi gian hàng từ 50 m² đến 100 m². Tầng 1 gồm có hai khu vực cửa vào và sảnh rộng, khu vực xuất nhập hàng và siêu thị bán hàng thực phẩm.
phần còn lại chủ yếu là các gian hàng và gian trưng bày mặt hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp. Ngoài thang máy, thang bộ, các tầng còn được nối với nhau bằng hệ thống thang cuốn và cầu nối sang khu căn hộ, khách sạn. Khu văn hóa sinh hoạt cộng đồng bao gồm một hội trường đa năng với thiết kế hiện đại, tiện nghi, có sức chứa 1.000 người, có thể sử dụng để tổ chức các sự kiện như hội nghị, biểu diễn nghệ thuật, tiệc chiêu đãi. Ngoài ra còn có các câu lạc bộ võ thuật, thư viện, phòng học tiếng Việt, không chỉ phục vụ cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Liên bang Nga mà còn phục vụ cư dân trong khu vực. Khu thể thao giải trí nằm từ tầng 4 đến tầng 7 của tòa nhà 7 tầng với tổng diện tích hơn 5.000 m². Tại đây bao gồm bể bơi, phòng sauna, massage, vật lý trị liệu, phòng tập thể dục thể thao, phòng tập thể dục thẩm mỹ và một gian thể thao đa năng, có thể làm sân tennis trong nhà, sân chơi bóng rổ hoặc bóng chuyền. Khu thể thao giải trí được bố trí liền kề với khu căn hộ và phòng khách sạn nên rất thuận lợi trong việc phục vụ nhu cầu về các hoạt động thể thao, giải trí của cộng đồng cư dân sinh sống tại tòa nhà và dân cư khu vực lân cận. Trung tâm văn hóa thương mại và khách sạn Hà Nội Moscow được khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 2010. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tổ hợp thương mại, căn hộ, khách sạn, văn hóa, thể thao, giải trí lớn, sang trọng, hiện đại và là biểu tượng của thủ đô Hà Nội tại Moscow. Đây không chỉ là nơi sinh sống, làm việc của một bộ phận cộng đồng mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, là ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Sự ra đời của Trung tâm văn hóa thương mại và khách sạn Hà Nội Moscow ngoài ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga còn góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai thủ đô, hai nước, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.